Ok, Hùng đã trở lại với mọi người rồi, và trước tiên thì Hùng rất mong là mọi người giúp Hùng chia sẻ livestream này nào. Mọi người ủng hộ Hùng một cái chia sẻ đúng không ạ? Hùng đang quay lại cái trận đấu này ở chế độ Full HD rồi mọi người, để xem lại video highlight hoặc là video toàn trận ở trên kênh YouTube Cầu Lông. Có tên là Sport Hùng Badminton, kênh YouTube về cầu lông phong trào số 1 Việt Nam mà Hùng muốn xây dựng. Rất mong là nhận được sự ủng hộ và quan tâm của mọi người. Rất mong là mọi người nếu có vào kênh YouTube thì hãy đăng ký và subscribe ủng hộ Hùng nha. Đọc cầu rất tốt. Cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta là cặp đôi Hiếu và Tú. Cặp đôi phía xa màn hình đó là Kiên và Dũng. Trận đấu thứ nhất, tỷ số đang rất căng thẳng, tỷ số 6-5. Cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta đang dẫn trước. Đập cầu tốt, điểm 7-5. Nói thẳng là lứa tuổi trên kéo đánh không kém gì lứa tuổi dưới cả. Trên 30 họ đánh rất tốt. Cái gì thanh niên đâu. Rất tốt. Đó là pha cầu chéo sân hơi lỗi của anh Tú. Ngay sau đó thì đối thủ đã trước cơ hội và đập cầu dọc biên. Bây giờ chị Yến Yến nhá. Điểm 6-7 rồi. Hello Nguyễn Văn Long nhá. Hôm nay anh đến sân nhưng mà chưa nhìn thấy Long. Hello Phong Lê, hello Lưu Mạnh Dũng, hello Vũ Đăng Khoa. Sáng nay mới nhìn thấy Duy rồi, hình như chưa nhìn thấy Long. Vâng, đánh cầu lửng rất khó chịu, cơ hội tấn công. Đập. Rồi, đập nhưng vào lưới mất rồi. Điểm 8-7. Và đôi phía bên kia giành 2 điểm số liên tiếp. Để xem chúng ta có được chứng kiến 3 set đấu không nhá. 3 set đấu để xem các anh ấy lấy pin ở đâu ra nào. Đánh cầu rất hay. Đánh đúng lối, đánh kinh nghiệm, đánh cầu lửng khó chịu chưa kìa. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo, điểm 8 đều. Thế này mới gọi là hay chứ. Ok, hello Quốc Học nha. Quốc Học lên sân cho em ơi. Anh đang chờ Quốc Học nhờ. Ok, cái này đánh chắc phải đến tối mới xong em ơi. Chắc phải đến tầm 5-6 giờ tối. Ok, Nguyễn Văn Long, tối anh sẽ về nhà Nguyễn Văn Long chơi nha. Xin giới thiệu đến các bạn, bạn Nguyễn Văn Long, quê Bắc Ninh. Là tay vợt đôi nam số 1 của sinh viên Hà Nội bây giờ. Hôm nay thì em ấy cũng có đánh giải này ở nội dung đôi nam, tuy nhiên thì đã gặp ngay phải cặp đôi Trần Ngọc Triệu và Thiều, cặp đôi có thể sẽ là đương kim vô địch của giải đấu năm nay. Ngay trận đầu tiên đã gặp phải đôi mạnh nhất rồi. Điểm 9-10. Trận xe đầu tiên rất căng thẳng, rất ngang tài ngang sức. Mọi người ơi, họ cho đánh. Họ cho đánh chung kết. Họ cho đánh chung kết đôi nam lứa tuổi này lứa tuổi kia trùng nhau kìa, không quay được rồi. Ok Nguyễn Văn Long tới trà chanh nhá. Anh ở trên này mà Nguyễn Quốc Học ơi, anh ở trên này. Bây giờ làm nào bây giờ mọi người ơi? Làm sao để live stream hết cả hai sân? Ok, đôi Ngọc Triệu vào chung kết rồi anh ơi. Đây, chuẩn bị đánh chung kết đây. Đôi Đức và Hưng đánh với Thiều và Triệu. Tình hình Hùng phải cân nhắc là sẽ tổng số đang 12 đều. Có lẽ Hùng sẽ cắt cái video đang quay để Hùng quay chất lượng HD trận đấu của Trần Ngọc Triệu và Thiều nhá. Rất hay.
Ngọc Võ đập đầu rất cám, điểm 14-12. Ok, giải này là Thiều với Triệu em nghĩ là sẽ ăn. Vô địch. Em nghĩ Triệu, Thiều với Triệu sẽ vô địch. Thực sự ở gần gần đây thì mới biết đến cái tên Thiều. Trước kia thì không biết. Không phải chừng này stream đã hàng kìa. Chơi chuyên nghiệp đấy chứ. Phải chắc nhỉ. Thì tối thế. Có lẽ là góc bàn sáng cũng hơi tối một tí nào. Điểm lại 14 đều rồi, căng thẳng quá nhỉ. Đặt bóng ngang này. Không cần phải đặt lên xe ngựa, cái này đẹp sân cao thì đặt lên xe ngựa đẹp quá. Mọi người này vào một tí nó bắt thì nhìn sân ngựa hơn trăm người xem nó vào một tí đáo đi rưỡi mấy con người kia kìa. À, như cái giấc này nhưng góc này không đẹp bằng góc này đâu, góc ngang là đẹp hơn. Góc này nhìn đường cầu thôi. Vâng, cái gạch nó không hiểu như thế. Cái góc này người ta nhìn cầu dễ hơn, nhưng nó phân vải thì sẽ thích hơn. Mình quay thẳng cũng không, cao không nhìn hết góc của mình gạch vạch đằng kia được mà. Cao cao đấy nhìn cái nét nhá, nhìn nó sẽ nhìn cái cầu. Ok, tỷ số đang là 16-14 à. Cặp đôi phía bên à sao lại đổi sân? Đánh chắc 31 rồi. Ừ, chắc 31 tú hiệu. 16 à, cái lứa tuổi này là đánh 31 thì đúng, may còn còn cái kia là đánh 3 chắc. Ok. Tú hai là 31. Nhóm 2 là nhóm trên 30 tuổi nhá thì đánh 31, đánh 1 chắc 31 thôi mọi người ạ. Bởi vậy mà chúng ta vẫn có thể thưởng thức trận đấu giữa Ngọc Triệu và Thiều đối đầu với cặp đôi Trung và Đức, Đồng Đức và Hưng. Ok Tuấn Huy, tí like chị đôi Thiều sau nha. Hết trận đấu này nhá mọi người, cũng không muốn bỏ lỡ. Trận đấu bên kia vẫn chưa bắt đầu đâu mà chúng ta cũng có thể nhìn qua live stream này được. Phía sân đối diện thôi. Mọi người có thể giúp mình chia sẻ live stream này không ạ? Ok, các vận động viên tiến hành đổi sân rồi. Rất rất căng tải, ngang tài ngang sức và căng thẳng. Điểm 15-16. Anh Dũng phát cờ. Điểm bao nhiêu rồi? 16 đều rồi. Quá căng thẳng. Công nhận ban tổ chức tâm lý là đánh một set 31 thôi. Các anh mới đủ pin được. Đánh 3 set 21 người lắm. Rất cao được cầu rất kia hôm nay em sao? Kia này lên đồng, mẹ đọc kinh. Điểm 17-16. Kia này lên đồng. Kia này lên đồng ngang ấy. Lần đầu tiên nhé, nhà bay sợ đấy. Điểm 17-16. Rất chính, rất đáng tiếc. 18-16. Chào mừng các bạn đến với trận chung kết ở nội dung đôi nam lứa tuổi trên 30 giải cầu lông cúp truyền hình Bắc Ninh năm 2019, giải mở rộng nha mọi người. Quy tụ hàng các tay vợt hàng đầu của cầu lông trong miền Bắc. Rất đáng tiếc có một pha đánh cầu ngoài của vận động viên Tú. Trận chung kết đôi nam lứa tuổi trên 18-18-30 cũng sắp chuẩn bị được bắt đầu. Và mọi người hãy cũng có thể theo dõi một số đường cầu, một số điểm số đầu tiên qua góc quay này. Và tí nữa sau khi trận đấu này kết thúc thì Hùng sẽ chuyển máy quay sang sân bên kia để phục vụ mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh à, cho nhìn trẻ đấy em cũng nghĩ mình già rồi. Chân em tưởng là quay nốt trận này. Trận này 31 thôi. Ok mọi người có thể xem. Vâng, liên tục và tấn công của Trần Ngọc Triệu điểm hay không? Nhớ để xem qua góc máy này nhá. Okay, xin chào Tuấn, Tú Nguyễn nhá. Chào Huy Hoàng, xin chào tất cả mọi người. Chung kết Đông Nam trên 30, điểm số đang là 20-17. Khoảng cách 3 điểm được tạo ra, khoảng cách lớn nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Đập cầu. Ok, cầu cũng tốt. Kiên trận này đánh hay. Có vẻ là đôi vợt phía bên kia hôm nay hình như là phong độ không được tốt lắm thế nào ấy. Cảm giác hôm nay hơi yếu. Rất tốt, đập cầu rất mạnh. Đổi điểm 18-20. Phía bên kia, phía... Ok anh, tí nữa anh em mình gặp nhau sau nha. Đấy, có anh Lian đủ uống bia rồi, chết thật. Anh em Bắc Ninh nhiệt tình quá. Ok, xin chào anh Nguyễn Văn Linh, xin chào Lê Văn Ngọc, xin chào tất cả mọi người. Và những ai mà chưa biết Hùng thì có thể cho Hùng cơ hội làm quen được không ạ? Rất là đam mê cầu lông, rất là mong muốn được làm quen với tất cả anh em chơi cầu lông. Và có gì thì chúng ta có thể giao lưu với nhau thì càng tuyệt vời hơn. Ok, phía bên kia thì điểm số đầu tiên đã được ghi cho cặp đôi cặp đôi Đức và Hưng, điểm số 1-4. 18-20, chúng ta trở lại với trận đấu này nào. Điểm 21-18, khoảng cách vẫn là 3 điểm. Không, cảm giác là cặp đôi phía bên kia hôm nay hình như hơi đuối sức. Bên này họ đánh khỏe thế, cảm giác. Nhảy quá nhờ. Còn ngoài sân rất tỉnh táo, điểm đổi điểm 19-21. Đứa tuổi trên 30 đánh xét 31 thôi mọi người ạ. Còn phía bên kia là đánh buồn hết nhờ, đánh một phát đồng loạt 3 trận chung kết luôn, nên ra là rất khó để quay hết. Phía bên kia cặp đôi Ngọc Triệu và Thiều đang dẫn trước với điểm số khá cách biệt 6-1 rồi. Khỏe thế. Tội tấn công. Điểm 22-20. Cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Dũng Kiên vẫn đang dẫn trước. Phía bên kia thì điểm số đang là 7-1 cho cặp đôi Ngọc Triệu và Thiều. Rõ ràng họ vẫn vượt tội trội trên đối thủ khá nhiều. Kiên nữa này, Kiên 8-1 rồi. Ở trên hô, ở dưới chứ. Điểm 21-22, chúng ta tập trung vào trận đấu này nha. Ok, Lương Đạt, giải này ở nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh nha em. Giải cúp truyền hình tỉnh Bắc Ninh. Đập cầu. Đội tấn công, có ăn không? Rồi, đập cầu rất tốt, 22 đều rồi. Rồi, trận đấu trở lại thế cân bằng. Mọi người có thể giúp chia sẻ live stream này được không ạ? Gần như là hôm nay như mình độc quyền live stream ở cái sân này sao? 12. Đẩy tay rất khỏe. Vâng, đồng nghĩa đó là cầu ngoài sân. Chia sẻ vào chợ cầu đồng rồi. Vâng, đúng rồi, còn nhiều. Nó đâu sẽ đông hơn. 23-22.
Mọi người có thể giúp chia sẻ cái video live stream này vào chợ cầu lông được không ạ? Trên chợ cầu lông thì có rất nhiều anh em đam mê cầu lông, mà Hùng mong muốn rằng mọi người hãy giúp Hùng làm cái việc đó. 5.000 người chỉ có 2.100 người đã khác rồi. Rất nhiều người đang muốn xem những trận đấu như này và họ không biết xem ở đâu, mọi người hãy giúp Hùng, hãy giúp họ làm cái điều đó được không ạ? Cái việc chia sẻ này nó không có gì khó khăn đối với mọi người cả, mọi người có thể cổ vũ động viên Hùng được không? Đối với Hùng thì nó lại rất là ý nghĩa, bởi vì khi có nhiều người xem thì Hùng cảm thấy rằng cái việc mà Hùng làm, việc Hùng phải di chuyển từ Hà Nội lên Bắc Linh thì nó mang nhiều ý nghĩa hơn và mang nhiều giá trị hơn đến nhiều người hơn. Có cái điểm 24-22. Phía bên kia điểm số là 3-10, tỷ số đang là 3-10, rõ ràng là cặp đôi Thiều và Ngọc Triệu đang tỏ ra áp đảo đối thủ của mình. Ok, đó là một pha phát cầu tốt. Phía bên kia sân, sân bên kia em đang nói sân bên kia nha. Điểm 24-22. Hay quá, lần pha đập cầu chéo sân mất chân rồi. Pha đánh tốt, hay đấy. Đổi điểm 23-24. Ok, lốt trận này. Trận này sắp hết rồi. Đẹp trai đấy. Trận bên kia set 1 thì bây giờ nó cũng chưa hay lắm. Đến set 2, set 3 mình sẽ live stream mọi người, đồng thời cũng sẽ quay nó lại nhá. Bây giờ ông chỉ ước rằng ông có 3 cái chân máy quay và có 3 cái điện thoại ở đây để live stream và quay cho mọi người. Nhưng rất tiếc Hùng chỉ có 2 cái chân máy quay và 1 cái điện thoại thôi. Bạn này nó chuẩn bị kẻ vào xiên vào cái vai này. Nó quay lại nó nhường. Sang nó chuyển nhát rồi các bạn. Thôi. Thôi. Nguyễn Xuân Hải, mỗi người một yêu cầu, mọi người tí nữa thì Hùng sẽ Hùng sẽ chuyển máy live stream sang sân Thiều Tuấn Anh sân đôi nam, và Hùng sẽ để một máy để Hùng sẽ quay lại ở chế độ Full HD trận đôi nam nữ nha mọi người. Mọi người đồng ý không ạ? Và mọi người có thể xem lại những trận đấu đó ở kênh YouTube Sport Hùng Badminton của Hùng. 25 đều, rất căng thẳng. Trận chung kết đôi nam trên 30 tuổi. Đồng loạt đánh 3 trận chung kết và thực sự rất khó để có thể quay được hết. Cầu không dựng rất dễ ra ngoài sân. Vẫn còn không? Không còn nữa rồi, rất hay. Điểm 26 đều. Rất ngang tài ngang sức, rất căng thẳng. Trận đấu bên kia tỷ số đang là 8-11 nha. Khoảng cách đang được cặp đôi Đức và Hưng rút ngắn dần. Có lẽ trận đấu thứ hai và trận đấu thứ ba sẽ kịch tính và căng thẳng hơn, sẽ hay hơn rất là nhiều. Tay nó chú rất khỏe, vâng, đập cầu rất tốt, bật rất cao, 27-26. Xem hay kìa. Trận bên kia hay. Ờ, trận đây hay. Nốt trận này cũng sắp hết rồi. Ok, Nguyễn Tiến Hải, nốt trận này đi. Chúng ta xem thì quay hết. Alo. Hay quá. Còn mấy ấy nữa rồi, còn mấy điểm nữa rồi, chúng ta sẽ quay sang Triệu nha.
Điểm số đang là 13-8. Ngọc Triệu và Văn Thiều vẫn đang dẫn trước 14-8 rồi, khoảng cách 6 điểm. Ok, anh Quang Nguyễn nhìn bên kia phê hơn đúng không? Bên này cũng hay mà. Rất hay, 28-26. Hôm nay mình cảm giác rằng cặp đôi phía bên này khá sung, cặp đôi Dũng và Kiên. Cặp đôi phía bên kia hình như hôm nay hơi yếu pin một tí nào. Hay là lối đánh của họ như thế. Mọi người có thể xem bên kia đập thì chính là mọi người cũng xem qua được đúng không? Có khi đôi trẻ sang đánh cùng các bác chưa chắc ăn được đâu. Hay là đôi trẻ thì chắc chắn ăn, nhưng mà những đôi trẻ khác thì rất khó ve cầu kìa. Cổ tay như máy vậy. Còn cơ hội cho những con rồi. 29-26 bằng khoảng cách 3 điểm được tạo ra ở những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ của trận đấu này. Một trận đấu duy nhất xếp 31. Ok, anh Dũng vẫn béo như xưa và vẫn đánh cầu hay như xưa. Trận đấu trẻ đang là 18-16-8 nhỉ. Khoảng cách là 8 điểm, gần như là cặp đôi Đức và Hưng gần như không có cơ hội trong trận đấu thứ nhất này. Rõ ràng là đẳng cấp vẫn là chênh lệch. Rất ngẫu hứng vẫn còn, khá khéo léo và chính xác. Rất đáng tiếc là pha chặn lưới vừa rồi của vận động viên Hiếu. Điểm 30-26, điểm số cuối cùng của trận đấu, của trận chung kết lứa tuổi trên 30. Vâng, vậy là cặp đôi Dũng và Kiên đang đứng trước 4 cơ hội để kết thúc trận đấu này. 99,9% là cặp đôi đối gần màn hình của chúng ta giành chiến thắng rồi. Cặp đôi phía bên kia vẫn đang cố gắng. 27-30. Cặp đôi áo đỏ, cặp đôi Dũng và Kiên. Vâng, anh chào các khán giả và bắt tay đối thủ. Vâng, rõ ràng Dũng và Kiên bằng chung kết ạ. Đã có phong độ thi đấu hết sức ấn tượng và sức khỏe thể lực cũng rất là tốt, tốc độ cũng rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ chuyển máy quay đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đang đánh dừng cầu.